Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Các nhóm cánh hữu đã đụng độ với những người biểu tình phản đối tại thành phố Portland, Oregon, một tuần sau khi một người đàn ông đâm chết hai người trên xe lửa vì họ can thiệp khi ông la hét những lời phỉ báng tôn giáo. Căng thẳng leo thang khi cảnh sát tiến hành bao vây các nhóm biểu tình, viện dẫn lý do những đe dọa bạo lực trên mạng. Tổng thống Donald Trump hối thúc nội các soạn thảo một phiên bản chặt chẽ hơn của lệnh cấm du hành vốn gây nhiều tranh cãi. Theo sau các vụ tấn công mới nhất tại Anh, sắc lệnh hành pháp của ông Trump được đưa ra hôm 6 tháng 3 nhằm đến việc cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Tuy nhiên, sắc lệnh này đã bị các tòa án cấp dưới chặn đứng. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.